thưa quý vị, dọc miền đất nước từ Bắc vào Nam, cứ mỗi một vùng miền sẽ có một loài hoa đặc trưng. Và trong khung cảnh của những loài hoa khoe những vẻ đẹp của mình, những sắc hoa tháng tư khắp ba miền cũng mang trong mình sức hấp dẫn khó tả, thôi thúc bao tâm hồn mê xê dịch tìm đến để chiêm ngưỡng. Trong những ngày này, nếu chưa thể đi xa thì hãy tự khám phá vẻ đẹp mùa hoa tháng tư ở ngay gần nơi mình các bạn nhé. Vâng ạ, có thể nói rằng những ngày tháng 4 này đây thì với những ngày vừa mới chớm chuyển từ tháng 3 qua tháng 4 thì trong những cái ngôi nhà và những cái phòng khách của những ngôi nhà ở tại Hà Nội, mặc dù là vẫn đang trong cái thời gian giãn cách xã hội, thì chúng ta vẫn bắt gặp đâu đó ở trên mạng xã hội là những cái hình ảnh về những cái lọ hoa rất là xinh xắn, đúng không ạ? Như là hoa loa kèn, mình cũng được một người chị rất là thân thiết, thân thương tặng cho mình một cái bó hoa loa kèn rất là dễ thương, và nó làm sáng bừng lên cả một cái không gian phòng khách nhà mình, đặc biệt là trong những cái ngày khá là buồn, khá là u ám khi mà chúng ta phải đối diện với cái tình hình dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp như thế này. Và rõ ràng là không chỉ cái hoa loa kèn đâu, có rất nhiều loại hoa khác nhau, và đặc biệt trong cái mùa dịch này thì Hoa Phương thấy là rất nhiều chị em đã tự cắm cho mình ở nhà như là một cái thú vui của mình, mỗi ngày là một cái bình hoa khác nhau, làm cho tâm trạng của chúng ta cũng cảm giác là lạc quan và chúng ta yêu đời hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, và mặc dù là nói vui thôi thì đã có một cái khoảng thời gian dù là rất là yêu hoa, mến mộ hoa, nhưng mà chúng ta phải tạm dừng với cái thú vui mà như Hoàng Phương đã chia sẻ, là sau khi có thông tin một cái bệnh nhân là người bán hoa đã mắc phải dịch Covid-19 cũng khiến cho mọi người khá là hoang mang. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian đó nó cũng ngắn thôi ạ, bởi vì dẫu sao thì hoa cũng mang lại một cái nét tươi sáng cho cái cuộc sống của chúng ta ngày nay, cũng như là làm cho tinh thần của chúng ta lạc quan hơn rất là nhiều. Và tạm chia tay ở khu vực miền Bắc, chúng ta đến với khu vực miền Nam, nơi đầy nắng, và cũng tạm quên đi những cái ngày mà với những cái tiếng còi inh ỏi ồn ả, với cái sự chật chội. Có lẽ rằng trong cái khoảng thời gian vừa qua, với cái đợt giãn cách xã hội, thì không chỉ là ở những cái thành phố lớn như là Hà Nội, Đà Nẵng, mà là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tận hưởng một cái mùa hoa tuyệt đẹp, khiến cho bao người mê mẩn với sắc hoa tháng tư là những bông hoa giấy hay là hoa bò cạp vàng đang đua nhau khoe sắc tràn đầy sức sống. Những cánh hoa giấy mỏng manh ấy nở quanh năm, nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là vào những ngày đầu hè. Chúng nằm kề nhau với đủ màu sắc hồng, trắng, đỏ, như tô điểm thêm vẻ duyên dáng ở góc nhỏ ban công, ở nơi cổng hàng rào, và cũng từ đó tạo nên những góc sống ảo cực kỳ xinh xắn cho những tín đồ mê sống ảo. Nếu như mà ở Sài Gòn thì chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những dàn hoa giấy ở bất cứ nơi đâu, nhưng có lẽ đẹp nhất là ở đảo Kim Cương ở quận 2, trường Đại học Tôn Đức Thắng ở quận 7 hay là một số quán cà phê ở trung tâm thành phố. Và không chỉ có hoa giấy mà du lịch Sài Gòn tháng 4 này, bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh loài hoa bọ cạp vàng khoe sắc trên những tuyến đường trung tâm của Sài Thành. Bọ cạp vàng sau đó được trồng khắp, ban đầu thì chỉ giới hạn trong một vài khoảnh đất ở công sở thôi, nhưng mà sau đó được trồng khắp nơi, mê hoặc người thành phố bởi sắc vàng rực rỡ và dáng rủ thành từng chùm, thả xuống đông đưa như những dây lồng đèn xinh xắn. Bọ cạp vàng nở gần như là suốt năm, nhưng mà chỉ đẹp nhất khi được đắm mình trong cái nắng hanh hao của tiết trời tháng 3, tháng 4. Những chùm hoa vàng rung rinh trước gió khiến cho người đi đường ngẩn ngơ. Ở Sài Gòn thì bạn có thể tìm thấy hoa bọ cạp vàng ở các tuyến đường Đàm Thuận Huy, Tân Hương, Lê Lư, quận Tân Phú, đường Cao Lỗ, quận 8, những con đường nhỏ quanh trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, quận 8. Tuy nhiên, nếu có ý định check-in với hoa thì bạn phải chú ý xe cộ qua lại để đảm bảo an toàn. Và Hoàng Phương còn nhớ là hình như trong Sài Gòn còn có cả một khu du lịch bọ cạp vàng nữa, đúng không Vân Anh? Nhưng mà không có hoa bọ cạp vàng ở thế trong đó. Nó chỉ là một cái tên của khu du lịch thôi ạ. Và trong cái giai đoạn này thì ở Sài Gòn hiện tại vẫn còn vắng, thì mọi người có thể tranh thủ giai đoạn này để chúng ta có thể ra đường làm một mô hình với những loài hoa rất là đẹp đẽ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chứ bình thường là cuộc sống hối hả, kẹt xe muốn chết luôn, bây giờ bắt dừng lại chụp hình là không ai có tâm trạng mà chụp, đúng không ạ? Và một trong những địa điểm cũng rất là hấp dẫn du khách đó chính là Mộc Châu. Mộc Châu được nhiều du khách ưu ái đặt cho biệt danh là nàng thơ của Đại Ngàn Tây Bắc hùng vĩ, bởi mỗi mùa nơi đây lại sở hữu những mùa hoa rực rỡ khác nhau, khiến bao kẻ phải xuyến sao. Trong đó có mùa hoa đỗ quyên, một trong những sắc hoa tháng tư được yêu thích nhất. Những ngày cuối xuân, khi thời tiết bắt đầu ấm dần lên, thì những đoá đỗ quyên cũng đầu tiên bắt đầu thức tỉnh. Những đoá hoa rực rỡ ấy cứ dần khoe sắc cho đến tháng tư, hoa đầu bung nở khiến cao nguyên Mộc Châu như được khoác tấm áo mới rực rỡ, tươi mới và đầy kiêu hãnh.
Khi ấy trên những vách đá cao ngút ngàn, trên đỉnh Pha Luông đang bồng bềnh trôi trong biển mây cuồn cuộn, những thảm đổ quyên với đủ màu sắc từ vàng, trắng, hồng, đỏ, tím cùng nhau khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời, tạo nên một bức họa thiên nhiên muôn màu muôn sắc, tô điểm cho những dãy núi đá xám đen lạnh lẽo quanh năm. Vâng ạ, nghe diễn tả thôi và cùng với những hình ảnh mà quý vị theo dõi thì hẳn là ít nhiều trong chúng ta cũng mong một lần được đặt chân đến những vùng đất với những loài hoa tuyệt đẹp như vậy. Và còn gì hay hơn khi mà 30 tháng 4 hay mùng 1 tháng 5 này, nếu ai mà ở gần những địa điểm như vậy, chúng ta có thể trải nghiệm. Và nếu như với những ai mà ở khu vực Bắc Trung Bộ thì chúng ta có thể ghé đến với Quảng Trị, hay là ở miền Bắc thì có thể đến với Hà Giang, bởi vì tháng 4 này cũng chính là mùa của hoa trẩu. Và thưa quý vị, hoa trẩu nở rộ nhuộm trắng khắp những cánh rừng miền Tây Quảng Trị, như xua tan đi cái nắng gay gắt, đem đến cho đại ngàn thêm nét quyến rũ. Với nhiều người dân ở đây, hoa trẩu thường để lại dấu ấn khó quên từ thời ấu thơ, thế nên dù có đi khắp bốn phương thì họ vẫn luôn nhớ mãi về loài hoa tháng 4 đầy mộng mơ ấy. Ban đầu cây trẩu tự mọc trong rừng, nhưng sau đó người dân cũng trồng trẩu quanh vườn để lấy quả và thân gỗ để bán. Ở Quảng Trị, bạn sẽ dễ dàng gặp hoa trẩu tại thị trấn Khe Sanh hoặc dọc đường Hồ Chí Minh dẫn từ thị trấn miền núi này ra phía Bắc. Tháng tư về, hoa trẩu còn nở rộ nhuộm trắng khắp cao nguyên đá ở Hà Giang. Hoa trẩu mang hương sắc dịu ngọt, xua tan đi cái nắng gay gắt và tô điểm cho màu xanh đại ngàn thêm phần quyến rũ. Hương hoa trẩu không nồng nàn như hoa sữa, mà nhẹ nhẹ, thoang thoảng trong gió, đủ để người lữ hành say đắm. Hoa trẩu không nồng nàn, chỉ mang hương sắc, dịu ngọt nhẹ nhẹ, len lỏi khắp xóm làng và núi rừng. Đến khi rụng xuống đất, hoa vẫn giữ nguyên được vẻ rạng rỡ ban đầu, tạo nên một tấm thảm trắng xinh, mơ màng khắp các nẻo đường. Thế mới nói, bất cứ ai đã đi qua một mùa hoa trẩu sẽ không khỏi xao xuyến bởi những cảm xúc bình dị và cũng vô cùng lãng mạn nhẹ nhàng mà sắc hoa tháng tư này đem lại. Vâng, quả thật không cần phải là những loại hoa đắt tiền trong những cửa hàng, mà chỉ cần những loại hoa dại mọc ven đường hay là những cái loại hoa như là hoa trẩu mà chị vừa chia sẻ, thì Hoàng Phương đã cảm giác là cây sắc hoa đó khiến tâm tâm hồn của chúng ta trong trẻo và cảm giác rất là yêu đời. Và thưa quý vị, nếu mà nói đến khu vực Hà Nội, miền Bắc của chúng ta thì có một loài hoa vào tháng 4 này mà khó có ai có thể quên được, đó chính là loài hoa loa kèn. Khi du lịch Hà Nội dịp này, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sắc hoa loa kèn trắng muốt, lung linh, điểm xuyết cho con đường những nét trắng trong tươi mới. Sắc hoa dịu nhẹ êm ái khiến cho lòng người khoan khoái và thảnh thơi. Tuy không lãng mạn như là hoa sữa mùa thu, cũng không ồn ả rực rỡ theo kiểu bằng lăng hay là hoa phượng của mùa hè. Loa kèn là một loài hoa gợi đến vẻ tinh tế, sang trọng và kín đáo, khiến cho ai nấy đều có cảm giác bình yên mỗi khi ngắm nhìn. Hoa loa kèn còn được gọi là hoa tháng tư hay là hoa Huệ Tây, hoa bách hợp, được trồng từ giữa tháng 9, tháng 10 để kịp ra hoa vào tháng 4, lần nở hoa duy nhất trong năm. Khi ấy thì những gánh hàng hoa loa kèn xuất hiện trên khắp các con đường, ngõ ngách của thủ đô, khiến cho phố hội đang vội vã, ngột ngạt cũng bỗng nhiên trở nên trong trẻo và đáng yêu đến lạ thường. Chúng ta chạy xe qua những tuyến đường như là Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Láng Hạ hay là Thanh Niên thì khó có ai có thể kìm lòng được trước vẻ đẹp tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của loa kèn. Và nhiều người thì dù có vội vàng đến mấy cũng sẵn lòng dừng chân ghé lại những gánh hoa ven đường để chúng ta chọn mua một vài cành hoa loa kèn thật đẹp mang về bày trong phòng khách, làm dịu đi cái oi nồng, cái nắng nóng của mùa hè oi bức. Còn ở đất thần kinh xứ Huế thì người ta không gọi loài hoa này bằng những cái tên thanh cao như là điệp vàng, muồng kim phượng mã, vẫn quen gọi bằng cái tên gần gũi và giản dị là liêm sẹt. Những ngày tháng tư đất cố đô ngập trời sắc vàng rực rỡ, từng thảm hoa vàng trải dài trên khắp con phố, thỉnh thoảng có chiếc xe máy chạy ngang qua là thảm hoa ấy lại tung bay trong gió. Xen giữa vòm lá xanh mướt là những bông hoa liêm sẹt khoe sắc vàng tươi mát. Và chắc hẳn những vị khách du lịch và cả người dân nữa ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này về loài hoa liêm sẹt. Và thưa quý vị, dù cho thời tiết năm nay có rất là nhiều những cái biến đổi thất thường và cùng với đó là nhịp sống của chúng ta cũng đã có rất là nhiều những điều thay đổi. Tuy nhiên có lẽ rằng mùa hoa tháng 4 này với sự luân chuyển của đất trời và vạn vật thì những bông hoa tươi tắn vẫn nở rộ như xoa dịu lòng người. Và có lẽ rằng là trong cái khoảng thời điểm như thế này, thay vì chúng ta nhìn vào những điều tiêu cực của cuộc sống khó khăn và vất vả khi chúng ta phải cùng nhau đối diện và chống chọi với dịch Covid-19, thì chúng ta hãy lắng mình
mình và quay trở về với những điều tích cực, sống chậm lại và dành cho mình một chút thời gian để tận hưởng những cái vẻ đẹp của những loài hoa ở xung quanh chúng ta.